Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 342 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Để mở đầu cho cái tập truyện ngày hôm nay là một câu chuyện Duy được kể lại từ một bạn nữ trong ngoặc kép. Đây là một bạn nam mà Duy đã từng kể câu chuyện của bạn ở tập truyện 326 tên là Người Chồng Đồng Tính. Hiện tại thì bạn đã chuyển giới sang nữ rồi mọi người. Sau khi mà nghe tập truyện của bạn, rồi bạn mới kể lại cho những cái người chị chung nhóm với bạn đó. Những cái chị đó cũng là những người đồng tính chuyển giới sang nữ y chang như bạn luôn. Và trong nhóm đó có một cái chị gái. Chị gái đó tên là chị My. Hiện tại chị My được 34 tuổi rồi. Sau khi chị My nghe câu chuyện của bạn mà Duy kể lại, cộng thêm cái câu chuyện mà Duy mới vừa kể tên là Ác Nghiệp Ba Đời đó, thì tự nhiên chị My mới nhớ lại những cái câu chuyện về dòng họ, về gia đình và về cuộc đời của chị đó. Sau khi mà chị My nghe tập chuyện đó thì chị cứ nói với bạn hoài à. Chị nói không biết bây giờ cái chuyện mà giới tính của chị bị thay đổi á, có liên quan gì tới cái chuyện chị phải gánh nghiệp cho cái chuyện mà gia đình dòng họ của chị đã từng gây ra rất là nhiều ác nghiệp với người khác hay không nữa. Bởi vậy thì chị My quyết định chia sẻ lại cái câu chuyện này với chúng ta. Mọi chuyện nó bắt nguồn từ cái thời ông cố của chị My á. Ông cố có nghĩa là ba ruột của ông nội đó. Ông cố thừa hưởng những cái tính tình của ông Sơ, có nghĩa là ba của ông cố. Tại vì ông Sơ ngày xưa ổng là điền chủ, là bá hộ gì đó, giàu lắm, đất đai rất là nhiều. Mà đẻ ra được đúng thằng con trai chính là ông cố của chị. Khi mà đẻ ra ông cố rồi đó, kiểu con trai nhà giàu mà, nói chung thì cũng trăng hoa bay bướm dữ lắm. Rồi thêm cái tính tình đó là trọng nam khinh nữ. Bởi vậy khi mà ông Sơ ổng cưới vợ cho ông cố đó, thì ông Sơ rất là trông có cháu nội là con trai. Ông cố cũng vậy luôn, ổng cũng muốn có được con trai. Tuy nhiên khi mà ông Sơ cưới cái người vợ đầu tiên là bà cố lớn của chị đó, cưới về rồi thì cứ đợi hoài, không thấy có bầu con trai, toàn đẻ ra con gái không à. Cho nên bắt buộc ông Sơ phải kiếm thêm một cái đứa con dâu nữa về cưới cho ông cố. Vậy là lúc này ông cố đã có tới hai bà vợ lớn, bà vợ bé. Bữa thì ngủ với bà này, bữa thì ngủ với bà kia, ngủ để mà kiếm coi mình có được một cái mụn con trai nào hay không. Tuy nhiên hình như trời không có độ hay sao đó, hai bà thì vẫn lần lượt có bầu đều đều, chứ không phải là bị lép gì hết. Nhưng ngộ một cái toàn đẻ ra con gái không. Cho tới khi mà đẻ đã được 5 đứa con gái rồi, ông cố ổng mới tức trong mình. Ổng nói má, không lẽ bây giờ tao không có nổi một thằng con trai sao ta. Bởi vậy ổng cũng tích cực, ổng cài cuốc luôn, hết bà này tới bà kia. Mà cứ hễ mỗi lần cái bà nào có dấu hiệu mang bầu đó, ổng sẽ đi kiếm một cái ông thầy lang. Ông thầy lang trong xóm ngày xưa mà, đâu phải như là bác sĩ như bây giờ đâu. Đưa tới chỗ của ổng để ổng coi coi cái bầu trong bụng của vợ mình á là con trai hay con gái. Nếu mà ông thầy lang này ổng nói á, cái bầu của vợ chú là con gái, thì sẵn sàng bỏ cái thai này, không có nuôi tiếp, rồi kiếm cái bầu khác. Còn nếu mà ổng nói ừ, cái bầu này con trai nha, thì để. Mà cái ông thầy thuốc này giống như là trợ lý riêng cho ông cố vậy đó. Cứ hễ có bầu là sẽ mang qua cho ổng. Mà hầu như lần nào bà lớn bà nhỏ cũng đều mang bầu con gái hết trơn. Cho nên á, lúc mà mang bầu con gái thì ổng sẽ pha một cái chén thuốc, ổng đưa cho uống, uống coi như là trục cái thai đó bỏ đi, rồi kiếm một cái bầu khác. Chắc là do cái số phận không được có con trai hay sao đó. Bởi vậy hầu như trên dưới cả chục lần hai bà cộng lại, không có lần nào mà ông thầy ổng nói là đậu con trai hết trơn, toàn là con gái. Uống cái thuốc này riết á, bà lớn bà nhỏ quen luôn cái thuốc này. Cho tới cái lần cuối cùng thì cái bà vợ nhỏ của ông cố bà cũng mang bầu nữa. Ông cố lại mang qua cái ông thầy đó thì ông nói chết rồi, bữa nay là con gái nữa chứ không có con trai nghe. Thôi thì ông cũng cho uống một cái lọ thuốc đó nữa. Nhưng khi uống vô đó thì cái cảm giác không giống như những lần trước. Lần này bà cố nhỏ của chị My á, bà bị sốc thuốc. Kiểu giống như đàn bà con gái mà, thúc cho người ta có bầu hoài luôn. Mà mỗi lần có bầu thì ổng sẽ ép cho uống cái chén đó riết là chịu đâu có nổi. Rồi bây giờ cộng thêm cái thể trạng quá là yếu nữa, thì coi như là đi đời rồi. Mà ông cố ông kể lại, cái lúc mà trước khi bà cố bà chết á,
Bà mở con mắt trừng trừng, bà nhìn ông cố vậy nè, bà không nhắm mắt được luôn. Rồi khi mà chết, bà cố nhỏ này rất là linh. Không biết là ông cố ổng có thương cái bà vợ nhỏ này thiệt lòng hay không, mà sau khi bà vợ nhỏ này bà chết không được bao lâu thì ổng cũng dửng dưng à, không có buồn rầu gì mấy. Bữa hôm đó thì ổng đang ngồi uống trà trong nhà vậy nè, trời thì cũng chập choạng tối rồi. Ngồi đó ổng thấy rõ ràng luôn, vong hồn của con vợ nhỏ của mình á, là bà cố nhỏ đó, bà đứng ngay trước cửa vậy nè. Bà tới đó, bà kéo theo nguyên một cái bè con nít, trên dưới cả chục đứa, con trai có, con gái có luôn. Bà đứng, bà trừng con mắt lên, bà nhìn chồng của bà vậy nè. Bà nói ên già khốn nạn, mày coi tao như cái mái đẻ cho mày hay gì, mà đẻ con gái thì bắt tao bỏ, đẻ con trai thì mày lấy. Mày có biết mày ác đức tới nỗi á, mày cho tao uống ba cái thuốc đó, uống xong rồi tao đâu còn khả năng tao đẻ cho mày nữa, mà mày vẫn làm cho tao có bầu. Lần nào cũng vậy hết, mày bắt tao là phải bỏ đứa nhỏ. Mày thấy nguyên cái bè con nít này không? Cả chục đứa đó là con của mày đó. Mày đợi đi, trước sau gì tao cũng về tao lôi đầu mày xuống nuôi tụi nó à. Ông cố hoảng hồn quá, ổng mới chạy vô nhà. Thì đó là cái lần đầu tiên ổng gặp vong hồn của vợ mình giỡn theo nguyên bè con nít nữa. Nhưng lạ một cái là trong số đó có con trai, có con gái. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong số những cái bầu mà bà vợ nhỏ này bà từng phá đó, có con trai. Tại vì cái người mà phán có con trai hay con gái là một cái ông thầy lang ở trong xóm thôi. Ổng đâu phải bác sĩ, đâu phải tiên tiến như bây giờ đâu mà ổng có thể khẳng định chắc chắn những cái bầu này là toàn con gái, không phải con trai. Bởi vậy có nghĩa là có những lần bỏ sót đi những cái đứa con trai mà ông cố không hề hay biết. Vậy là kể từ cái đêm đó là hầu như không có đêm nào ông cố ổng ngủ yên được hết trơn á. Là tại vì mỗi đêm cứ hễ đặt lưng nằm xuống là sẽ thấy cái người vợ nhỏ của mình dẫn theo nguyên bè con nít, sợ dữ lắm. Ổng cũng ám ảnh những cảnh tượng mà đưa cái chén thuốc đó cho vợ của mình uống nữa. Cho nên sau nhiều lần quá thì ổng mới đi tới một cái ông thầy, cũng là người quen, tại vì ông cố giàu mà ai cũng muốn giúp đỡ ổng hết trơn á. Ổng nói bây giờ á, cái con vợ nhỏ của tôi nó cứ về á, nó ám tôi hoài hà, nó dẫn theo mấy đứa nhỏ nữa, bây giờ ông có cách nào ông trị nó hay không? Cái ông thầy đó ổng cũng trục hồn người vợ nhỏ này lên. Ổng đánh quá trời đánh người ta luôn, tại vì người ta là sản phụ, người ta còn yếu nữa, cái linh lực của người ta không có được nhiều, đánh gần hồn siêu phách tán luôn đó. Ổng mới nói với ông cố á, cái con nhỏ này nghe, quán niệm của nó nhiều dữ lắm đó, tôi đánh hồi nãy giờ mà nó chưa tan nữa đó. Mà tôi nói cho ông biết nè, trước khi mà nó đi đó, nó còn trù ẻo ông một câu là nó nói ông á phải bị tuyệt tự tuyệt tôn nghe. Rồi cái ông cố mới hỏi là ủa nó đâu rồi, nó còn nữa không? Thì ông thầy mới nói là không, nó đi rồi. Nhưng mà tôi nói ông biết nha, cái câu rủa của nó đó là có thể nó ứng nghiệm đó, ông về ông tu tâm dưỡng tánh lợi đi. Nói chung ông cố cũng không quan tâm, tại vì khi mà ông cố về nhà đó, bắt đầu hay tin cái người vợ lớn của ông cố bả lại tiếp tục mang thai. Lần này thì cái ông thầy lang đó, ông nói là mang thai con trai. Đúng thiệt, khi mà đẻ cái thai đó ra thì đẻ ra đứa con trai. Và tiếp tục hai cái thai sau nữa là thêm hai đứa con trai. Có nghĩa là ông cố bắt đầu đã có được ba người con trai rồi. Bởi vậy là cái chuyện này ông cũng quên đi luôn. Khi ba người con trai đó lớn lên thì trong số đó có ông nội của chị My. Ông nội là anh lớn, thêm hai người em trai nữa. Thì khi mà lập gia đình rồi, chỉ có duy nhất ông nội là có con trai thôi. Còn hai cái ông kia là ông ba với ông tư đó, có vợ luôn nhưng mà không có con, giống như bị vô sinh vậy đó. Rồi tới cái đời của ông nội chị My, ông nội đẻ ra 5 đứa con trai, không có đứa con gái nào hết. Tuy nhiên, 5 người con trai này thì duy nhất chỉ có ba của chị My á, là đẻ ra được một cái thằng con trai, chính là chị My. Tại vì ngày trước chị My là con trai mà, những cái ông bác như ông chú còn lại hả, không có con. Cho tới một khoảng thời gian sau này thì cũng có người có con đó, cũng trong con trai miết à, nhưng toàn là con gái không thôi. Hiện tại thì chỉ có duy nhất trong dòng họ chị My là con trai đó. Rồi lúc này kể về tới cái đời của ba chị My. Thiệt sự là ông mang tính cách y chang như ông cố, là ông nội ruột của ba đó. Dòng giống sao là truyền lại y chang vậy à. Cái tính tình rất là vũ phu, rất là máu lạnh. Trong con trai lúc nào cũng đánh đập vợ của mình, thúc cho có bầu. Tại vì mẹ của chị My á, hồi đó đẻ ra con gái đầu lòng, chính là cái người chị gái lớn. Chính vì thấy vợ mình đẻ ra con gái, thành ra ổng hổng ưng cái bụng rồi, đi nhậu đi nhẹt hoài, đâu có lo cho con đâu. Về á là đánh đập vợ của mình trong khi con vợ của mình mới đẻ ra yếu nhớt vậy đó. Mẹ chị My thời điểm đó rất là đau khổ luôn mà không biết làm cái gì. Thiệt ra là cũng thương chồng thương con. Mà trong khi đó ổng thì cứ đi ăn chơi nhậu nhẹt hoài, đề đốm rồi cờ bạc, thiếu nợ thiếu nần, bắt vợ mình phải còng lưng ra đi làm trả cho ổng. Một thời gian sau thì tiếp tục mẹ của chị My lại có bầu, là có bầu chị My đó. Lúc đó đẻ ra đứa con trai, đặt tên là Nguyên.
Vốn dĩ là một cái thằng con trai, nhưng ngay từ nhỏ chị My đã có những cái dấu hiệu của một cái đứa giống như là con gái vậy đó. Nói chung là nó bộc lộ ra cái bản tính đó là thích làm cái hành động này kia của con gái. Nhưng mà thời điểm đó cha mẹ của chị My chưa biết cái chuyện này. Thành ra là cha của chị My á, lúc nào ổng cũng tiêm nhiễm vô cái đầu của thằng con trai mình á, là phải biết coi thường phụ nữ. Tụi nó chỉ là cái hạng phục vụ cho đàn ông của mình thôi, chỉ là ở nhà cơm nước rồi nọ. Còn đàn ông mình là phải ra đường kiếm tiền, mình có quyền là mình phải đánh đập tụi nó được. Tuy nhiên cái chị My này hồi đó thì mến mẹ hơn là mến cha, tại vì thấy ổng sao mà ổng giang hồ, ổng cộm cán quá hà. Chịu đựng khoảng thời gian rồi thì mẹ của chị My cũng quyết định ly dị đi cho rồi, ở ơn chi mệt quá trời hà. Hên là khi ra tòa người ta xử, người ta cũng cho mẹ chị My được quyền nuôi dưỡng hai đứa con. Cái năm mà cha mẹ chị My ly hôn á, chị My được 9 tuổi, thời điểm đó vẫn còn là một đứa con trai. Sau khi mà đã nhận thức được cái chuyện cha mẹ của mình đã hoàn toàn chia tay với nhau, bây giờ mình về mình ở chung với mẹ, với chị gái của mình, thì một lần nữa cái tính tình trong bản thân của chị My bắt đầu nó trỗi dậy. Thứ nhất là cái cốt lõi chị My thích làm con gái chứ không thích làm con trai. Thứ hai nữa đó, nhìn vô cái tấm gương của cha mình đó, thì chị My không muốn làm đàn ông nữa. Nói sao mà những cái ông đàn ông á, tệ bạc quá trời à. Rất là ám ảnh những cảnh tượng mà cha mình đánh đập mẹ của mình. Cho nên chị My bỏ nguyện rằng bà không muốn làm con trai, bà chỉ thích làm con gái thôi. Mà mẹ của chị My cũng đã hiểu được cái chuyện này. Cho nên khi mẹ của chị My dọn ra riêng rồi đó, thì mẹ có kinh doanh riêng, mở một cái tiệm cho thuê quần áo cưới gì nè. Tiếp xúc rất là nhiều những anh chị thuộc cộng đồng LGBT luôn. Cho nên nó làm cũng va chạm với lại những cái người đó, mẹ cũng hiểu được. Bởi vậy cái ngày mà chính thức ly dị dọn ra khỏi nhà đó, thì mẹ của chị My cởi bỏ hết trơn những cái bộ đồ con trai trên người của chị ra, mua những cái bộ đầm, những bộ đồ con gái cho con của mình mặc vô, thay tên đổi họ, đặt lại một cái tên khác theo họ mẹ, và coi như cắt đứt liên hệ hoàn toàn với lại phía bên nhà của cha chị My luôn. Thậm chí cái ngày mà chị My đi học, mẹ của chị cũng xin phép với nhà trường á, là cho con của mình được mặc đồ con gái nha, mặc đầm. Nhưng mà mọi chuyện có lẽ nó vẫn chưa có dừng lại ở đó. Tại vì sau khi hai người coi như đã cạch mặt với nhau rồi đó, thì hình như cha của chị ổng đã biết được cái chuyện. Kể từ ngày mà cái thằng con trai của mình nó về nó sống chung với vợ của mình á, thì tự nhiên con vợ của mình nó biến con trai của mình thành một đứa con gái, nó có bị điên không vậy? Thì cha của chị ổng mới thù mẹ. Trong khi cái đó thiệt ra là bản tính của chị, chị muốn như vậy, mà một phần mẹ cũng muốn trả thù cha nữa. Khi mà thấy một cái chuyện trái ngang động trời động đất như vậy đó, thì cha ổng mới thù, bắt đầu ổng bỏ bùa mẹ của chị. Nhưng mới đầu hai mẹ con đâu có biết, cho tới một lần mà hai mẹ con đi phát cơm từ thiện á, mới biết ra cái chuyện này. Hèn gì chỉ nói nghe, cái thời gian mà hai mẹ con mới về ở riêng đó, thấy sao mà mẹ bả cứ đau nhức hoài à. Đi khám thì không có ra bệnh, giống như là có ai lấy búa, lấy cái gì mà chặt 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 vô cái người của bà vậy đó. Nhưng mà những cái dấu hiệu này còn nhẹ nhẹ nha, chứ chưa phải là đau quằn, đau quại gì đâu. Tới một lần thì hai mẹ con có đi phát cơm, phát gạo từ thiện gì đó. Trong số đó thì cũng có những người Phật tử, những cái tấm lòng hảo tâm đó. Có một cái cô này, cô mới nhìn mặt của mẹ chị thì cô nói, tôi thấy chị bị người ta bỏ bùa rồi nha. Mà tôi biết luôn cái người bỏ bùa chị là chồng cũ của chị, tôi nói chị thấy đúng không? Mẹ thì chưa biết ức giáp gì, nhưng khi mà mẹ nhớ lại những cái biểu hiện đau đớn của mình, với lại một cái chi tiết đó chính là chồng cũ. Tại sao người ta biết mình có chồng cũ, có nghĩa là mình đã từng ly dị rồi, thì quá đúng. Cho nên là mới hỏi thêm cái người đàn bà đó, người ta mới nói thôi bây giờ về cái chỗ của tôi đi rồi tôi gỡ ra cho. Về tới nhà của bà đó thì giống như là một cái am thờ cúng riêng tại gia của người ta vậy đó. Cái quy trình gỡ bùa thì cũng đơn giản lắm. Ngồi xuống đó, người ta cho mẹ uống cái nước cúng ở trên cái bình bông trên cái bàn thờ Phật đó. Uống vô xong là mẹ của chị nha, nôn đổ nôn tháo ra, ói một cái đống gì nè, đen thùi lùi luôn, hôi rình. Thì bà nói tôi gỡ xong rồi đó. Sau khi mà trục cái bùa ra xong rồi, trước khi đi về đó thì bà thầy có nhìn mặt mẹ của chị My, bà nói như vậy. Bà nói tôi thấy chị cũng hay á, chị thay tên đổi họ con của chị thành cái họ của chị luôn. Bởi vậy bây giờ á, nó đang hưởng cái phúc đức bên nhà ngoại của nó đó, chứ nó không có nhờ phía bên nội đâu nghe. Bên họ đó tôi thấy bây giờ á hả, đang bị hết phước rồi. Sau đó thì hai mẹ con cũng đi về sinh hoạt như bình thường thôi. Đụng cái tới 6 tháng sau, hay tin một cái người quen người ta cho hay lợi đó làm chồng cũ của mẹ chính là ba của chị My á, tự nhiên ổng bị tai biến, ổng nằm liệt giường rồi. Mà hiện tại ba ổng đang ở Đồng Nai trở nó, ở chung với ông nội còn sống. Chính vì như vậy mà ông nội á, ổng có nhờ người điện dùm về đây nè, để mà báo tin cho mẹ biết rằng
Chồng cũ của mày á, nó bị tai biến rồi. Mày dẫn cái thằng cháu trai của tao về đây cho nó nhìn mặt ba của nó đi. Gần cả năm mấy, hai năm trời rồi chưa có về nhìn mặt ba nó nữa. Mà trong cái cuộc điện thoại này, ông nội nói chuyện với mẹ bằng những cái lời lẽ rất xúc phạm. Con quỷ dương, mày đưa cháu của tao về đây á, cho nó nhìn mặt ba của nó coi. Mày làm gì mày ôm khư khư nhỏ hoài vậy mày? Cũng cháu của tao, cháu dòng họ này, đứa cháu trai duy nhất của tao đó. Rồi thôi, mẹ cũng sắp xếp đưa cho chị về với Đồng Nai á, để mà gặp mặt cha của chị, tại vì ổng đang bị tai biến rồi. Cái bữa mà chị My về thì trong hình hài của một cái đứa con gái vậy nè, tại vì mặc cái bộ đầm màu trắng. Tuy nhiên cái đầu á không phải là để tóc dài ngang lưng gì đâu, cái tóc nó cũng hơi dài dài, kiểu như là cái kiểu tóc mà con trai để cũng được mà con gái để cũng được vậy đó. Bởi vậy khi mà mang cái bộ dạng này về đứng trước mặt ông nội là ổng hết hồn liền. Ổng nói, ủa, phải mày không Nguyên? Sao mà ai bày cho mày mặc ba cái bộ đồ con gái này vậy? Chị My đâu có nói gì, tại vì cái này là chuyện mẹ của mình chấp nhận mà. Mà trong khi ông nội không có biết, nói trời ơi, mày về mày ở với mẹ mày rồi mẹ mày rù quến mày bày cho mày làm ba cái trò này đó hả? Tự nhiên ổng mới nhớ lại cái lời nguyền hồi đó. Cái lời nguyền thời cha của mình chính là thời ông cố á. Cái lúc mà bà cố nhỏ, bà chết á, thì bà có về bà rủa ông cố là mày phải tuyệt tự tuyệt tôn. Mày không có con trai mà cũng không bao giờ có cháu trai. Nói chung, tới một cái đời nào đó thì mày sẽ bị tuyệt giống, mày không có con, không có cháu nữa. Chính vì như vậy mà ổng nói ra vài câu, cái ổng đứng ổng run run gì nè. Là ổng bị trụy tim, ổng té cái ạch luôn. Lúc đó là ổng tắt thở ngay trong nhà. Tới khi mà đưa lên bệnh viện thì ta nói là ông cụ này ổng chết rồi. Ổng đã bị đứt hơi, đứt cái mạch máu tim gì hết luôn rồi đó. Rồi, đám ma của ông nội xong xuôi. Năm tháng sau thì ba của chị My, ổng cũng qua đời luôn. Nằm liệt giường ở đó chưa được nửa năm nữa. Và kể từ sau cái ngày ba của chị My ổng mất đó, chị My cũng không bao giờ về lại quê nội của mình một lần nào nữa, hiện tại bây giờ luôn. Mà chỉ nói cái tên Nguyên là cái tên con trai của chị ấy, nó đã chết kể từ khi mà mẹ của chị đã đặt cái cây viết ký vô cái đơn ly hôn luôn rồi. Sau đó giống như chị sống bằng một cái con người khác, đã đầu thai một kiếp khác, thành một cái tên là tên My, theo họ mẹ của mình, sống một cuộc đời khác luôn, không ai ràng buộc gì hết. Mặc dầu cái thời mà đi học á, nhiều bạn bè nói chị là BD bóng gió này nọ, nhưng mà chị bỏ ngoài tai, thôi kệ đi, mình đã chấp nhận rồi mà. Bạn cũng coi được những cái tấm hình thời điểm đó của chị My á, toàn mặc đầm con gái không thôi. Mà chị nói không hiểu sao, bên nhà ngoại của chị My rất là thích con gái nha, còn bên nhà nội á, kiểu như là còn cái quan điểm hơi cổ hủ, thích con trai thôi, con gái thì dứt ở ngoài. Ủa, con trai con gái gì cũng như nhau mà, mắc gì kỳ vậy? Rồi tới cái năm 15 tuổi, chị My được người quen á, người ta bảo lãnh qua Mỹ, qua đó học, rồi phát triển những cái kỹ năng. Tại vì vốn á, là cái chị My này học rất là giỏi, nhanh nhẹn dữ lắm, qua bển á, rất là dễ hòa nhập luôn. Người nước ngoài người ta đâu có kỳ thị như bên mình thời điểm đó đâu. Bởi vậy là hiện tại bây giờ, chị My 34 tuổi rồi nha, đang là giảng viên ở trong những cái trường đại học bên Vương quốc Anh á, và thậm chí cũng có về Việt Nam luôn. Nói chung rất là giỏi, là một cái người có học thức. Bởi vậy qua những cái trải nghiệm của chị, sau 34 năm cuộc đời thì chị nhận thấy rằng những cái người mà dị tính, người nam, người nữ, hoặc thậm chí là những người đồng tính giống như chị á, thì cũng hoàn toàn bình thường thôi. Người ta vẫn sống vui, vẫn hoạt động bình thường. Và chị khẳng định một điều, cái chuyện mà một người người ta đồng tính, cái đó không phải là bị, mà giống như là cái chuyện cái giới tính của người ta cha sanh mẹ đẻ nó ra vậy rồi, không thể nào sửa đổi được. Và đó không phải là cái chuyện về nghiệp quả hay gì hết trơn á. Tại vì có người ta nói cha mẹ ăn ở thất đức quá mới đẻ ra con vậy. Không phải. Nhưng riêng về cái câu chuyện của chị thì chị cảm nhận trong đó nó có một cái phần nghiệp quả nha. Tại vì những cái đời trước của ông nội của ông cố chị á, làm chuyện ác nhiều quá à, mà nó có liên quan tới cái chuyện là tuyệt tự tuyệt tôn nữa, cho nên chị nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. Với lại chị thấy vậy, con trai, con gái hay là những người đồng tính thì ai cũng có thể làm rạng danh cho gia đình được hết, ai cũng có thể có học thức được mà. Đâu có nhất thiết con trai mới là những cái người mang vinh quang về cho dòng họ đâu, đúng không? Điển hình như là bản thân của chị, hiện tại gia đình của chị rất tự hào về chị. Tiếp theo là câu chuyện Duy được kể lại từ một bạn nữ. Bạn nữ này thì Duy cũng đã từng kể ở câu chuyện rất là lâu rồi, 136. Tới ngày hôm nay thì bạn có kể tiếp một cái câu chuyện nói về cuộc đời đầy gian truân của bà ngoại bạn. Bà ngoại nói tầm khoảng 50 năm về trước, lúc đó thì bà ngoại có một cái người chồng, chính là ông ngoại đầu tiên của bạn đó. Hai vợ chồng thời điểm đó nha, mặc dầu mới cưới nhau, nhưng mà
nghề nghiệp trong tay là có đủ. Ông bà ngoại rất là giàu, nói chung tiền của rất là nhiều. Tại vì thời điểm đó, ông ngoại, ổng đang nắm rất là nhiều những cái chiếc xe chạy tuyến Bắc Nam, vừa chở hàng mà vừa chở người luôn. Bởi vậy khi mà ông ngoại cưới bà ngoại về rồi đó thì bà ngoại làm lơ xe cho ông ngoại. Hai vợ chồng cứ rài đi mai đó vậy đó. Sau khoảng thời gian thì ông bà ngoại cũng có với nhau bốn mặt con rồi. Nhưng mà do cái tính chất công việc, bởi vậy là những đứa con để lại cho bà cố bà giữ không hà. Rồi hai vợ chồng tiếp tục công chuyện của mình. Làm cái nghề tài xế lái xe đường dài mà. Bởi vậy không xảy ra chuyện này thì cũng sẽ xảy ra chuyện kia. Trong một lần, ông bà ngoại chở hàng đi cái tuyến Bắc Nam, đi qua địa phận tỉnh nào thì ngoại không có nhớ. Tuy nhiên đợt đó đang chạy về Nam thì bà ngoại mới nghe một cái rầm, cái xe nó bị cản lại luôn đó. Dừng cái xe lại thì mới biết là ông ngoại ổng mới vừa cán một cái đứa con nít. Mà cái đứa này á, giống như là con lai á, con của những cái người Mỹ đen thời chiến tranh ngày xưa hay sao đó, chắc cũng tầm khoảng 5-6 tuổi, cán là chết liền tại chỗ luôn. Khi đó bà ngoại mới hỏi là ủa sao ông, giờ tính sao? Ông ngoại ông nói giờ còn sao trăng gì nữa, thì mình phi tan cái thi thể của nó đi chứ không lẽ giờ mình tự động mình ra mình đầu thú với chính quyền hay sao? Thêm một phần, chính quyền ngày xưa cũng hơi lỏng lẻo nữa. Bởi vậy những cái chuyện là phi tang trên những cái đoạn đường vắng, ai đâu mà có hơi sức người ta quan tâm tới cái chuyện này. Cho nên ông ngoại ổng đã quyết định quăng luôn cái xác này cặp bề đường đó. Rồi hai vợ chồng chạy đi tiếp, là quên luôn, không biết cái đoạn đường này là đoạn đường nào. Mọi chuyện nó vẫn chưa dừng lại ở đó. Tầm khoảng một tháng sau thì hai vợ chồng cũng đi tiếp, chở một cái chuyến hàng mà trên đó cũng có người nữa. Vừa người mà vừa hàng luôn. Xe ngày xưa mà nó chật chội, nó khó chịu vừa gì. Đang chạy trên một cái tuyến đường, một hồi nữa sẽ chuẩn bị lên một con đèo, thì bà ngoại xác định đây là cái con đèo chuẩn bị vô thành phố Đà Lạt. Hình như đây là cái đèo Grand hay là gì đó. Cái xe đã bắt đầu chạy vô đèo rồi. Thì lúc này trên xe đó, ở phía sau có một cái người đàn ông, ổng đang ngồi ôm cái vỏ của ổng vậy nè. Hình như là cái xe sốc quá hay sao đó, cho nên là ổng mắc ói. Đâu có cái bọc gì đâu mà ói trên xe. Cái cửa sổ xe á thì nó không có phải là cái kiến xịn như bây giờ đâu, nó tan quát ra vậy nè. Ổng ngồi đó, bởi vậy là ổng mới đưa cái đầu ra, ổng định là ói đại dọc đường luôn. Mà xui khiến làm sao cái lúc mà ổng đưa đầu ra ổng ói ủa ủa vậy nè, phía ngược lại cũng có một cái chiếc xe. Do trên cái đoạn đường đèo, cái bề ngang của cái đoạn đường này nó quá là nhỏ, hai cái xe chạy xê xích nhau vậy nè mà phải né ra đó. Khi mà cái xe kia nó chạy ngược lại với tốc độ quá là cao đi, nó vớt làm sao nó vớt luôn nguyên cái đầu của ổng luôn. Trời ơi, làm một cái phụp như vậy nè, thì cái xe kia nó mới ngừng lại. Lúc mà ngừng lại thì cái đầu của ổng đã lăn lóc dưới đường rồi, chỉ còn lại cái người của ổng á thì còn dính lại trong cái xe của ông ngoại. Ngồi đó mà máu me nó đổ tùm lum vậy nè. Những cái người trên xe người ta cũng hoảng hồn quá đi. Thôi ủa giờ sao, ông tính sao vậy ông chủ xe? Ông ngoại bước xuống, cái ông xe bên kia người ta cũng bước xuống luôn. Hai ông mới bàn bạc với nhau. Bây giờ làm cái ông này không ai biết gốc gác ở đâu, mà cái chỗ này đường xá cũng vắng quá, thôi tôi với ông á đem cái xác của ông giục mẹ nó xuống dưới đèo đi, ai đâu biết. Bà ngoại bà chứng kiến hết mà, nhưng do chồng mình á thì bà ngoại đâu có dám nói cái gì. Cuối cùng thì hai ông cũng quăng xuống luôn. Lúc đó thì mới lên xe giả bộ nói với lại mấy cái người trên xe, tụi tôi bắt đầu kiếm gì đó quấn lợi để mà chở người ta về nhà, báo với gia đình người tụi tôi chịu trách nhiệm. Mấy người trên xe người ta đâu có dám nhìn, bởi vì là đâu có ai biết tới cái chuyện này. Đó là cái lần lầm lỗi thứ hai của ông ngoại. Mà toàn là ba cái chuyện lớn, chuyện động trời không hà. Suy cho cùng, thì cái nguyên nhân sâu xa không phải là do lỗi của hai ông tài xế. Tại vì cái ông kia ổng sớn xác, ổng đưa cái đầu ra thôi. Nhưng cái tội lỗi của hai ông là có, chứ không phải là không. Thay vì đưa người ta về nhà đi, đằng này quăng người ta xuống dưới đèo luôn, làm người ta mất xác và coi một cái mạng người còn hơn là cỏ rác nữa. Kể từ sau cái vụ đó về thì hai vợ chồng cũng làm ăn phất lên như bình thường, cũng có tiền đều đều. Nhưng hình như ông ngoại ổng đã sanh tật rồi, ổng bắt đầu chơi gái gú nhiều hơn. Do là gái gú đó, bởi vậy là ổng cũng không có quan tâm gì nhiều về những cái chuyện mà chạy xe nữa. Ổng cũng chạy xe ít lại. Rồi cái công chuyện ở cái nhà xe nó cũng hơi đình trệ. Nói chung là bắt đầu nó có những cái chuyện trục trặc rồi. Tại vì lạng dày, cái nhà xe của ông ngoại đã bắt đầu có rất là nhiều những chiếc xe. Mà càng nhiều xe thì càng nhiều tài xế làm cho ông ngoại. Buổi tối người ta đâu có chạy, bởi vậy là có người ở lại canh thôi. Những tài xế người ta về nhà, xe đã rút chìa khóa ra hết rồi. Vậy mà đêm nào cũng vậy hết. Cái người mà ở lại canh á, người ta sẽ nghe chạy rầm rầm ở trong xe, rồi giống như có ai bóp kèn xe, làm in 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 tin 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 gì nè. Trong khi mở cửa xe ra đó
thì đâu có ai trển, mà chìa khóa xe đã rút ra hết rồi, vậy thì ai làm? Nói chung khoảng thời gian đó là hai vợ chồng lao dốc luôn. Cái công chuyện kinh doanh ở nhà xe thì nó cũng trì trệ, không có chạy nhiều hết, mà ổng lại đổ tiền hết cho gái gú này nọ. Bà ngoại chán quá đi, tại vì bà ngoại phát hiện được rồi. Bà mới ôm bốn đứa con về với Bến Tre là về quê của bà ngoại ở, coi như ly thân. Lúc đó thì hai vợ chồng bắt đầu cãi lộn với nhau, rồi đi tới ly dị. Cái ngày mà bà ngoại quyết định ly dị đó, ổng mới chửi thẳng bà ngoại một câu nè. Ổng nói mày mà sống thiếu tao á, mày chỉ có nước á, mày húp cái nước với hầm cầu tiêu với hầm cá dồ mày uống thôi à, tại vì có tao mày mới sống nổi. Chính vì câu nói đó mà bà ngoại ôm hận tới bây giờ đó. Khi mà bà ngoại quyết định ẵm con của mình về nhà ba má ruột ở, ở dưới Bến Tre, thì cũng khoảng thời gian dài luôn, một mình tự thân lo cho bốn đứa con nhỏ. Thời gian sau đó thì bà ngoại mới gặp ông ngoại sau. Ông ngoại này là trai tân, chưa có vợ, nhưng mà ông ngoại thương bà ngoại dữ lắm luôn. Về thì cũng chăm lo cho vợ với lại những đứa con riêng của vợ mình. Cuối cùng thì bà ngoại đẻ ra thêm một đứa con gái nữa, đó chính là mẹ của bạn đó. Trái ngược lại với ông ngoại trước, ông ngoại này cực kỳ thương những đứa con luôn, cho học hành đàng hoàng lắm luôn nha. Tại vì nhà ông ngoại này nói chung cũng khá giả đó, chứ không phải là nghèo. Tới vài năm sau, khi mà mẹ của bạn được 5 tuổi đó, thì hai vợ chồng quyết định ôm tiền ôm vàng bỏ những đứa con của mình lại để mà đi ra biển á, trèo lên tàu của người ta vượt biên. Thời điểm đó nghe người ta nói nếu mình vượt biên á, mình lọt qua được nước ngoài thì cuộc sống của mình sau này sẽ dễ thở lắm. Mình ở một cái xứ khác, một cái xứ nó sẽ tốt hơn. Đợt đó rất là nhiều người trèo lên tàu đi ra biển. Khi mà đi thì mình xác định có thể mình sẽ bỏ mạng trên đó, hoặc là có thể mình lọt qua được nước người ta. Nhưng xui một cái, ông bà ngoại không có được đi, tại vì chen lấn nhiều quá đi. Cuối cùng tiền vàng rồi đó rớt xuống biển hết. Hên là hai vợ chồng vẫn còn giữ được cái mạng quay trở về nhà của mình. Về đây thì lại tiếp tục làm công chuyện thôi. Bà ngoại có đi làm cái công việc đó là sàng gạo mướn cho người ta. Cứ hễ 3 giờ sáng là sẽ thức dậy, đi chung với một cái nhóm anh chị trong xóm đó. Người ta sẽ đi ngang, người ta rủ bà ngoại. Đêm nào cũng dậy hết cho tới một đêm. Lúc đó đâu có đồng hồ đâu, chỉ là canh theo cái thời gian thôi hà. Bà ngoại đang ngủ ngon vậy nè, thì cũng thấy ngoài cửa đó có nguyên một cái đám người mà ai cũng cầm đuốc sáng trưng vậy nè, đứng trước cửa kêu ba ơi, bé ba ơi, đi làm nè. Hồi đó đi làm toàn mang đuốc không à, tại vì đâu có đèn gì đâu. Bà ngoại cũng lật đật ngồi dậy, sọt dép vô, đem đồ của mình mở cửa ra. Khi mà đi ra thì không thấy ai hết, chỉ là thấy trước mặt của mình á, cái đoàn người đó người ta đã đi rồi, đi khuất dạng rồi. Nó mờ mờ mà nó cứ cầm nguyên cái hàng cây đuốc đi phấp với trước mặt vậy đó. Bà ngoại cũng đi theo luôn, nó ủa ngộ ta. Mấy người bình thường đợi mình mà sao bữa nay không đợi vậy, đi trước vậy bộ trễ giờ rồi hả? Cứ đi hoài gần tới chỗ làm thì thấy người ta đóng cửa rồi. Đâu có mở cửa đâu, có nghĩa là chưa tới cái giờ làm, chưa tới 3 giờ. Lâu lâu gặp mấy cái bà mà đi bán cá ngoài chợ sớm đó, hỏi ủa chị giờ này mấy giờ chị biết không? Người ta mới nói trời đất ơi, mới có 1 giờ mấy hà, mày đi đâu sớm dữ gà? Cái chỗ mà sàn gạo người ta chưa mở cửa mà ba. Thì khi đó bà ngoại mới biết, à mình bị nhát rồi, thôi bảo quay trở về nhà, tại vì giờ này đang ngủ ngon, chưa tới 3 giờ nữa. Tuy nhiên cũng kể từ cái bữa ngày hôm đó, không biết là do cái đoàn người này hay là do cái số phận của bà ngoại á, mà bà ngoại bắt đầu có những cái biểu hiện lạ. Đây là cái ngày đầu tiên bà ngoại bắt đầu có căn, được ở trên dán xuống cho cái cơ để mà làm thầy. Ngoại nói không biết làm sao mà kể từ cái bữa đó cái tâm tính của bà ngoại nó thay đổi hẳn luôn. Y chang một cái người đàn bà khùng khùng điên điên vậy đó. Về nhà thì cứ la mắng chồng của mình, trong khi ông chồng ổng cưng gần chết, rồi ha quậy quạng bà má ở nhà, không có lo cho mấy đứa con. Quậy được vài bữa cái tự nhiên bà ngoại bỏ nhà đi mất tiêu luôn. Ông ngoại cũng đi kiếm, rồi bà cố cũng đi kiếm. Hỏi người ta thì người ta nói là thấy bé ba nó bỏ nhà nó chạy đâu về cái hướng trên núi trên Châu Đốc á, đâu chạy thử chảnh kiếm thử có không. Trong khi ở đây là ở Bến Tre, bà dám loại bộ lên tới Châu Đốc có chảnh á. Mà trong khi đó là một cái vùng đất rất linh thiêng, toàn là đình chùa miếu mạo chảnh không hả? Ủa không lẽ lên chảnh tu chảnh hay gì? Lần lần theo cái dấu vết á thì người ta cũng chỉ dần dần lên tới đó. Lên tới trển nó thì bà ngoại bà đang trốn ở trong một cái am gì đó, cũng có thờ mẹ, thờ ngũ hành tùm lum hết luôn. Bà cứ rút rút cái trỏng á, rồi lâu lâu mà có ai cúng bà cái bông hay là bánh trái gì đó, bà ăn mấy cái đồ cúng đó không hà, chứ không phải là ăn đồ như người thường đâu nghe. Đặc biệt là ăn ba cái cây bông huệ trắng á, ai mà cúng ba cái cây huệ trắng á, bà bẻ ra cái bà đem ra phía sau á, bà xào xào nấu nấu sơ sơ cái bà ăn vậy đó, còn hơn là người rừng nữa.
Hên là bà cố với ông ngoại tìm được tới chỗ. Bà cố mới hỏi bé ba ơi, mày biết má không bé ba? Sao mà đi tới đây vậy, mày về nhà đi, còn con cái mẹ nhà nữa kìa. Nhưng bà ngoại ngơ ngơ ngáo ngáo nha, bà không biết. Bà nói ủa bà là ai vậy? Tự nhiên bà kêu tôi về. Bà đâu phải má tôi đâu, bà kêu tôi về vậy? Tôi không biết bà. Bà cố bà khóc hết nước mắt luôn. Bà nói trời ơi, con gái tao gứt ruột đẻ ra mà giờ nó không nhận tao là mẹ nữa, trong khi nó bỏ năm đứa con nhà tao nuôi sao nổi. Thấy cái cảnh tượng đó thì bà cố bà chịu hết nổi rồi. Bà mới quỳ xuống ngay tại cái miếu bà mới vái. Bà nói thôi con cầu trời khẩn Phật cho con gái của con nó tỉnh táo lại đi, nó nhận gia đình về còn nuôi con nuôi cái nó nữa, chứ bây giờ ông bà cứ bắt nó mượn xác nó khùng điên vậy hoài sao mà chịu nổi. Thôi bây giờ nếu mà ông bà mượn xác nó cũng được, nhưng mà cho nó tỉnh táo lại, nó nhận chồng nhận con, nhận ba nhận má là con cũng chịu nữa. Đêm đó ông ngoại với bà cố cũng ngủ lại ngay tại cái miếu này luôn. Thì bà cố có nằm thấy một cái giấc chiêm bao như vậy. Bà cố thấy một cái ông đàn ông bự lắm, ổng đứng trước mặt bà cố mà ổng nói vậy nè: tao cho con gái của mày tỉnh lại, nó nhận chồng nhận má, nhưng mà tao muốn lấy cái xác của nó, mượn cái xác của nó để mà giúp đời. Lâu lâu sẽ nhập vô, nhưng mà nhập vô tới khi nào mà nó chết thì thôi nha. Trong giấc mơ bà cố cũng đồng ý luôn. Bà cố nói dạ sao cũng được hết trơn á. Cái bà cố mới tỉnh giấc. Kể từ lúc đó tự nhiên bà ngoại bà tỉnh từ từ từ. Bà biết nhận được chồng của mình, rồi nhận ra ừ đây là má của mình. Ừ mình còn năm đứa con ở nhà mà, về nhà thì trở lại một cái người phụ nữ bình thường thôi. Nhưng khi đó đã bắt đầu được chấm điểm rồi, đã có căn rồi nha, có những cái khả năng mà người thường ta không làm được. Nói gì thì nói nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng chứ. Về nhà mặc dầu ngoại vẫn bình thường, nhưng cứ hễ tầm khoảng vài tiếng là sẽ có những cái vong hồn người ta dựa vô. Mà đa số là đàn ông không hà, không biết cái này là người thường hay là thần thánh gì á, nhập vô ha mà cung tay cung chân, mặt mày đỏ ngầu hết trơn, rất thích hút thuốc. Tính tình thì nóng còn hơn là Trương Phi nữa, lúc nào cũng chửi bới, đặc biệt là chửi bới chồng là ông ngoại sau của chị đó. Lúc nào cũng chửi bới người khác, mà đặc biệt là chửi ông chồng của mình, chính là ông ngoại sau của bạn đó. Do cơ thể của bà ngoại rất là dễ bị người ta nhập, mà mỗi lần nhập sẽ hút thuốc, thành ra là bà không có muốn gần đàn ông nữa, không muốn vô ngủ chung với ông ngoại. Bà cứ đuổi ra ngoài nè, bà nói thôi ly dị đi, không muốn sống chung với ông ngoại nữa. Tuy nhiên ông ngoại cũng biết vợ mình bị dựa, ông ngoại còn thương bà ngoại lắm, ổng đâu có chịu. Nhưng cứ dần già bị nhập hoài, ông ngoại chịu không nổi thì ông ngoại cũng quyết định ly dị luôn, bỏ bà ngoại ở đây nuôi mấy đứa con. Nói về cái khả năng tự nhiên có của bà ngoại, nôm na giống như bà ngoại trở thành một người thầy bói vậy đó. Tại vì một cái người mà đứng trước mặt bà ngoại, tự động bà ngoại sẽ biết được cái tương lai gần, tương lai xa của người đó, người ta sẽ gặp cái gì và người ta cần chuẩn bị trước cái gì, kiểu kiểu như là vậy đó. Cho nên người dân trong xóm thời điểm đó người ta cũng biết, lâu lâu gặp cái vấn đề gì là người ta sẽ qua hỏi bà ngoại thôi hà. Điển hình như cái lần đó trong xóm có cái chuyện là nhà nước người ta chuẩn bị kéo điện cho cái xóm này. Hồi trước giờ chưa có điện đâu, nhưng mà người ta nói muốn sử dụng điện á, là phải đóng một cái khoản tiền rất lớn mới có điện xài nha. Cái người ta mới kéo lại nhà của bà ngoại người ta hỏi. Người ta hỏi bà ba ơi, bây giờ tính sao? Lúc đó có một cái người nhập vô người của bà ngoại mà người ta tự xưng là cậu Thành. Sau này bà ngoại nói đó chính là Đức Phật Di Lặc đó. Bạn nói chi tiết này, ai tin cũng được, không tin cũng không sao nha. Tại vì chỉ có nhà bạn mới biết rõ câu chuyện này thôi. Cậu Thành mới nói á, bây giờ khỏi lên trên làng trên xã gì đóng tiền hết trơn á, kệ đi đừng có để tiền cho người ta ăn. Đúng ngày đúng giờ đó bà ngoại nói rõ luôn nha, thì người ta sẽ tự động kéo điện tới cái xóm của mình. Lúc đó mình xài bao nhiêu mình đóng tiền bấy nhiêu, chứ không có cần đưa trước một cục tiền cho người ta. Yên tâm đi, trước sau gì cũng sẽ có điện xài thôi. Bởi vậy người dân người ta đồng loạt, ta không đóng tiền, bên nhà nước cũng chưa kéo điện. Nhưng tới khoảng thời gian đó đồng loạt nhà nước mình vẫn phải kéo điện cho tất cả những người dân xài. Đó là cái điểm đầu tiên. Sau những cái chuyện đó thì bà ngoại bắt đầu có nhiều cái người đệ tử, người ta muốn theo bà ngoại để mà tu học vậy thôi hà. Chứ khi đó bà ngoại chưa có biết gì về bùa ngải hết trơn nha. Những cái người đệ tử này cùng bà ngoại có lập ra một cái nhà nhỏ nhỏ, chuyên đi hái thuốc nam về sao lại để mà cho từ thiện người ta. Ai cần thì tới đây bà ngoại sẽ cho người ta, kiểu như là tiếng lành đồn xa đó. Ba cái thuốc này của bà ngoại thật ra chỉ là những cây thuốc nam thôi, mà tại sao người ta về người ta uống hết hay quá đi, người ta cứ kéo lợi người ta kiếm người ta xin hoài. Tại vì bà ngoại không hề lấy tiền. Sau một thời gian, chính quyền ở đó người ta thấy ủa cái bà này bà làm gì bà hốt thuốc nam hay dữ vậy mà người ta kéo tới nườm nượp luôn. Chính vì như vậy mà chính quyền người ta bắt đầu hơi làm khó làm dễ. Có nghĩa là vậy nè, người ta nói bà không lấy tiền đúng không, vậy thì kể từ bây giờ
Bà lấy người ta một thang thuốc nam là 1.000 đồng đi, và hình như có ăn chia gì giới ở bên quỷ ban hay sao đó. Mà ngoại nói 1.000 đồng thời điểm đó nó lớn như là 100.000 bây giờ vậy đó. Đụng tới tiền bạc là bà ngoại không chịu. Bà ngoại nói thà tôi không có làm nữa, chứ tôi không có chịu cái chuyện là lấy tiền của người ta. Đã người ta bệnh hoạn người ta khổ rồi. Chính vì như vậy mà cuối cùng bà ngoại dẹp luôn cái nhà đó, bà ngoại không còn hốt thuốc gì cho ai hết. Sau khi mà không có làm cái chuyện hốt thuốc nữa thì tự nhiên bà ngoại lại có cái khả năng là gỡ bùa giùm cho người ta. Nó ngộ vậy đó. Trong khi hồi trước giờ bà ngoại đâu phải là đi theo học những ông thầy bùa gì đâu. Cái này là cái khả năng tự nhiên có à. Ở rất là ít người có được nha. Mẹ của bạn nói thời điểm đó thì mẹ cũng còn nhỏ lắm. Nhưng mẹ thấy cái người của bà ngoại á, nó có những cái vết lở loét rất là nhiều. Giống như là cái da nó bị khô rồi nó lở ra nó rướm máu vậy đó. Hỏi bà ngoại thì bà ngoại nói đó là cái nghiệp của má đó. Là tại vì má có khả năng má chữa trị bùa giùm cho người ta. Má biết cái chuyện này vừa tốt mà nó vừa xấu, nó cũng mang nghiệp dữ lắm. Tại vì nhiều khi mình gỡ bùa cho người ta thành công thì không nói gì. Lúc mình gỡ bùa giùm cho người ta mà cái người hại bùa người ta hại ngược lại mình lần nữa, thì cái đó mình phải chịu rồi. Tại vì mình đã được chấm mình làm thầy, thì cái chuyện đó mình không thể nào kháng cự lại được. Lúc đó nói chung thì bà ngoại cũng khổ đó. Tại vì mọi người nghĩ đi, một người mà lúc nào cũng có nhiều người nhập vô mình, điều khiển chi phối những hành động của mình á, thì mình có tự do được không? Trong khi con cái còn nheo nhóc hết trơn hà. Bên cạnh cái người mà bạn coi là cậu thành, là Đức Phật Di Lặc nhập vô người của bà ngoại, thì có rất là nhiều vong hồn khác nhập vô luôn nha. Những cái vong hồn hiền hiền á thì không nói gì, còn những cái vong hồn mà dữ dữ người ta nhập vô bà ngoại đó nha, thì người ta sẽ mượn tay bà ngoại đánh đập con cái bà ngoại rất là nhiều. Những gì những cậu của bạn thời điểm đó nó nha, bị la bị chửi hà rầm luôn, mà đâu phải bà ngoại chửi đâu, toàn là ai chửi không à. Tuy nhiên khi mà trở về một cái con người bình thường thì bà ngoại là một cái người mẹ, một cái người má rất là tốt, không bao giờ dính vô những cái chuyện mà đề đốm hay là cờ bạc đỏ đen gì hết trơn á. Ở nhà chăm lo cho gia đình, chỉ là lâu lâu bị người ta nhập vô cái bắt đầu thành người khác, không chăm lo cho con cái vậy thôi. Mà ngoại nói cái nghề này nó cũng bạc bẽo lắm. Thứ nhất là bạc bẽo cho cái số phận của mình, lúc nào cũng phải chịu bị hành hết trơn á. Rồi lâu lâu có những người người ta tìm tới mình để mà giúp đỡ, nói không trúng ý người ta cái bắt đầu người ta chửi rủa ngược lại mình nữa. Điển hình như cái lần đó bà ngoại thấy có hai người phụ nữ tới chỗ của bà ngoại để mà cầu xin bà ngoại giúp đỡ. Một bà thì dẫn đi, một bà thì giống như là đang bị bệnh trong người vậy đó. Vô thì bà ngoại mới nói là tôi thấy cô á, nếu mà cô ráng cô tu tập thì cô sẽ vượt qua, chứ mà cô không tu tập á nha thì cô sẽ chết á, mà cô chết rất là mau nha. Cái ngày cô chết nó cũng gần lắm. Tôi thấy lúc mà cô chết á, cô chết ngồi ở trên một cái võng, cô có học máu ra nữa, nhanh chóng về nhà tu tập đi. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ nếu mà cô hỏi tôi có gỡ được hay không tôi không làm được, tại vì cái chuyện này nó tới mau quá, nó gần lắm rồi. Tự nhiên nghe như vậy cái hai bà kia quạo lên, nó ê cái bà nội này, ủa bà giúp được tôi không giúp thì thôi, chứ mắc gì bà trù ẻ tôi làm gì vậy. Làm gì bà nói thấy ghê dữ bà nội. Bà nói người ta chết trên cái võng rồi học máu gì thấy ghê quá, thôi thôi tôi về. Cái hai bà đó mới đùng đùng bỏ về luôn. Chưa đạn tháng sau nữa, bà ngoại hay tin cái bà đó bà đã chết rồi. Mà đúng thiệt luôn, chết ngồi trên võng tự nhiên cái máu họng nó ọc 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 ra vậy nè. Một cái tư thế chết rất lạ. Khi mà mọi chuyện xảy ra đó thì cái bà chị là cái bà dẫn bà chết đi chung đó mới qua đây hỏi bà ngoại coi, ủa chị ơi tại sao mà em tôi nó chết dữ vậy, trong khi hồi đó qua chửi người ta. Lúc đó thì bà ngoại nói thiệt ra cái bà này bà bị bệnh đàn bà. Cái bệnh này nói rõ không có được, nhưng mà nếu bà ráng bà tu tập á, thì bà còn sống được dài dài. Chứ bà này bà vô thần, bà không tin tưởng ai á, thì cái nghiệp nó sẽ đổ lên đầu bà thôi. Tới lúc đó thì cái bà chị mới tin mới im mà đi về đó. Bên cạnh đó thì bà ngoại cũng là một cái người đàn bà rất là gan dạ nha. Một mình dám nuôi 4-5 đứa con mà, thì cái chuyện đó là bình thường. Lâu lâu bà ngoại đi bán này bán kia dưới xuồng đó, thì sẽ chạy qua những con rạch, hai bên toàn là dừa nước không à. Ban ngày hay ban đêm gì bất kể, cứ hễ đi ngang cái đoạn đó là bà ngoại sẽ bị nhát. Tại vì cũng một phần bà ngoại là cái người nửa âm nửa dương, cho nên rất là dễ thấy người âm. Chạy qua là sẽ thấy giống như là có ai đu trên những cái tàu dừa nước á, nó quằn xuống cái xuồng của bà ngoại vậy nè. Còn nước ở dưới nó cứ quặn 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 giống như là ai đang cố tình quậy ngoại vậy đó. Hỏi ê đi đâu à, đi đâu à, đi dưới coi. Cứ kêu y chang người thường luôn. Bà ngoại bà cũng đâu có dừa, bà lấy ba khúc củi bà quăng vô cái bùm vậy nè, là im ru, lặng hâm, không dám nhát nữa.
Tới khi mà những đứa con lớn lớn lên đó, dựng vợ gả chồng rồi thì cái khả năng này của ngoại á, nó cũng giảm giảm tại bà ngoại cũng đã lớn tuổi rồi. Mặc dù vậy nhưng mà vẫn còn bị nhập nha. Tại vì cái lời hứa hồi năm đó của bà cố hứa với lại trời đất á, là cho con gái tôi nó được nhận má, nhận chồng đi, nó bình thường trở lại, thì mượn xác nó tới khi nó chết cũng được nữa. Bởi vậy, tới khi bà ngoại già lớn tuổi rồi, bà ngoại vẫn còn có khả năng bị người ta dựa vô. Bây giờ lớn tuổi, cây lâu lâu bà ngoại lại muốn đi ra ngoài nghĩa trang liệt sĩ thắp nhang cho người ta. Chính vì như vậy mà bà ngoại lại có thêm những vong hồn của chiến sĩ nhập vô nữa. Khi mà nhập vô thì lại chia ra một cái lằn ranh giới. Thần là những người ở cõi trên, giống như là cậu Thành á, là Phật Di Lặc đó, nhập vô ngoại. Còn những phần vong hồn của người thường, người ở phía dưới đó, gọi là những chiến sĩ trận vong đó, cũng nhập vô bà ngoại luôn. Hồi đó lúc mà còn đương thời á, bà ngoại giúp đỡ cho nhiều người ngoài lắm. Nhưng khi mà lớn tuổi cỡ bây giờ đó nha, thì con cháu trong nhà không cho làm nữa. Chỉ là nếu cần thiết thì giúp đỡ người nhà, giúp đỡ dòng họ thôi. Chứ nếu mình dính dáng tới người ngoại thì nó cũng hơi phiền. Nhiều khi người ta không hiểu á, cái người ta giận ngược lại mình nữa không nên. Con lần đó mẹ của bạn bị người ta bỏ bùa nghe, là tại vì mẹ cũng có làm ăn dính líu tiền bạc với một cái người đàn bà. Bạn chứng kiến được cảnh tượng mẹ với bà đó cãi lộn luôn, cãi sinh tử lửa vậy nè. Mẹ đang chửi bà ngon ơi đó, cái tự nhiên bà xuống nước nhỏ, bà không chửi mẹ nữa. Bà im ru à, cái hồi sao bà nói: Chị Huệ, ngồi xuống đây đi, đừng cãi lộn nữa. Chị đưa cái bàn tay ra đây đi, tôi coi bói cho chị. Đang cãi lộn cái tự nhiên coi bói giùm ta, mẹ cũng nghe lời luôn. Mẹ xòe cái bàn tay ra cho bà coi vậy nè. Bạn đứng ở đó, thì bà mới kêu bạn: Con lấy cái đèn láp trên điện thoại, con mở ra giùm cô coi, cô coi cho nó kỹ. Bạn cũng nghe lời bà luôn, bạn mở cái đèn ra. Bạn thấy là bà xăm soi cái bàn tay của mẹ bạn vậy nè. Bà nặng ra vậy đó. Nhưng bạn đâu có biết mục đích của bà là để bấm cái huyệt trên bàn tay của mẹ để mà vô bùa. Mà không hiểu sao tự nhiên coi bói xong cái mẹ với bà đi về bình thường. Mẹ không còn ghét bà nữa, quên luôn cái chuyện mâu thuẫn tiền bạc luôn. Rồi cái về nhà bắt đầu mẹ bị mệt, bị nhức đầu rồi đau nhức trong người nhiều lắm, mà không hề nghĩ tới cái chuyện bà này nha. Sau nhiều ngày đau đớn vậy, mẹ cũng nghĩ chắc mình bị bùa bị ngải gì rồi. Nhưng không nghĩ cái bà đó bà làm đâu, hình như bà che mắt hay sao đó. Mẹ cũng đi kiếm thầy bên ngoài chứ không dám nhờ bà ngoại, sợ ngoại la. Đi giải bằng mọi cách nhưng mà người ta làm không có hết. Về vẫn đau đớn vậy đó, cho tới khi mà mẹ không còn đi đứng được nữa, không còn tự động sinh hoạt cá nhân của mình được nữa đó, thì mới nói sự thật cho bà ngoại biết luôn. Lúc đó thì bà ngoại cũng vận dụng những cái khả năng tuổi già của mình để coi coi cậu Thành có nhập vô cái cơ thể của ngoại hay không. Cuối cùng cậu Thành cũng nhập vô, cũng gỡ bùa gỡ ngải giùm cho mẹ luôn. Nhưng mà cái người đó người ta nói do cái bùa này nó vô nhanh mà nó vô cũng mạnh quá, bởi vậy là cái nữ này sống không có thọ nha, biết trước vậy đi. Và đó là toàn bộ cái câu chuyện về cuộc đời của ngoại bạn. Hiện tại ngoại cũng ngoài 70 rồi, vẫn còn những khả năng đó nữa, nhưng mà con cháu không cho làm giùm người ngoài, tại vì sợ bị ảnh hưởng này nọ đó, với ngoại cũng đã yếu rồi. Bạn nói mọi người có thể tin hoặc là không tin cái chuyện Phật Di Lặc dựa vô người của ngoại, nghe nó hơi khó tin đúng không? Nhưng thôi, bạn cũng muốn chia sẻ lại cho mọi người. Cái câu chuyện này bạn gửi lại cho Duy tới 2 lần lận. Lần thứ nhất thì bạn có ghi rõ tên của ngoại luôn. Các bạn nói á, nếu như ai không tin thì có thể xuống dưới dòng trơm, bạn ghi rõ địa chỉ của bạn, nói là cái bà ba đó đó ha. Nói tên bà ba này thì chắc chắn ở đó ai cũng biết hết trơn hà. Tại vì nhà bạn đang thờ một bức tượng Phật Di Lặc rất lớn, đó giống như là vía vậy đó, là một cái người chuyên nhập vô người của bà ngoại để mà giúp đời. Bạn cũng rất tự hào về bà ngoại ở cái khoảng này, tại vì bà ngoại là một cái người phụ nữ rất mạnh mẽ, nuôi mấy đứa con, mặc dù bị nhập vậy nhưng mà cũng đã từng giúp đỡ được rất là nhiều người, ở đó ai cũng biết. Nhưng cái lần thứ hai bạn gửi thì bạn cũng gửi lại câu chuyện này, mà bạn lại giấu tên bà ngoại, không biết là bạn có muốn công khai với mọi người hay không nữa. Nếu như bạn có nghe được câu chuyện này thì bạn xác nhận giúp Duy nha. Và câu chuyện của chúng ta nó kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.